Rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cây người qua môi mai châu câu. Tình dâu muốn trao lòng vẫn lo âu, em nào dám đâu áo mặc quá đâu. Nếu chàng thương em xin lại thưa, ba em mẹ em đồng ý phần làm con cúi đầu xin. Trắng tay ngày tháng thư sinh, xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau trọn đời mình nên duyên ước mơ nào. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, họ mến yêu ba mẹ thương nhiều, mai nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em thôi. Trọn đời mình nên duyên ước mơ nào. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương nhiều, mai nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em thôi. Mai nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình. Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi xây dựng trong lòng người. Ê bạn,
Trời mưa, quán ế, người rây rứt là tôi nè. Mắc gì đứng trong quán ta mà rây rứt cha? Trời ơi, thì mưa buồn quá, hát chơi xíu thôi, có gì đâu. Chơi gì mà chơi không vui. Thôi, mà thôi, nói chuyện nghiêm túc. Sao? Nhận xét thiệt. Tôi thấy bạn hát hay á. Thiệt không? Thiệt. Đi làm ca sĩ rồi. Được không? Không. Trời ơi, giỡn chút xíu thôi. Ai mà không có ước mơ đúng không? Như tôi nè, tôi cũng có ước mơ chứ bộ. Bạn ước mơ làm gì? Tôi ước mơ sau này tôi sẽ làm Nam Dương. Trời ơi. Thôi bạn ơi, mình phải thực tế xíu. Bạn thấy không? Một thằng này làm công nhân, một thằng đi bán hủ tiếu, tiền đóng tiền trọ còn không đủ nữa, ở đó đòi làm Nam Dương những ca sĩ. Ước mơ đâu có tính phí đâu, cứ tha hồ ước mơ thôi, đúng không? Ở đâu hả? Tôi đi về. Về chi Sơn? Ngồi canh quán chút ơi. Qua kia lấy tô lấy tiền rồi về dọn quán về chốn. Rồi nhanh nhanh lên nha, tôi chờ nha. Trời ơi, phải nhanh chứ, đi lấy tiền mà. Làm rớp rẻn lên nha. Chứ sao, lấy tiền thực hiện ước mơ làm Nam Dương chứ. Ước mơ hả? Ai cũng có quyền ước mơ mà đúng không? Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, người lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấp nối, tại không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, nhớ cố nhân muốn về rồi lại thôi. Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi xây dựng trong lòng người. Không hẹn gặp nhau đêm nay, chăn nghèo sưởi ấm buốt xa, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường chân nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Dựng trong lòng người, chân hẹp tựa vai run môi, đêm về chợt sáng ướt gối, gió lùa lá rơi sầu lên mái mái. Chừng nào mưa thôi rơi, đường chân nắng lấp lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Cuộc tình duyên năm xưa xa nhau còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Cuộc tình duyên năm
năm xưa xa nhau còn thương nhớ những lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Cầm đây. Cái gì đây? Nghe nè, ước mơ làm nam dương của tôi có thể diễn dong, nhưng mà ước mơ làm ca sĩ của bạn tôi thấy có cửa. Nghe tôi nói nè, tôi trả lương cho bạn, còn lấy cái tiền đó đó đi học hát cho tôi, phải làm ca sĩ cho tôi, nghe chưa? Quyết định vậy đi. Mà đứng đó làm gì nữa? Có nhận lương không? Có. Quý vị vừa đến với phần dự thi của thí sinh Trường Ân với ca khúc Chuyện Đêm Mưa, một sáng tác của Nguyễn Hiền và Hoài Linh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét của ban giám khảo. Cô cảm ơn Trường Ân. Cái giọng hát của em là đúng của Bolero. Không phải người nào họ thích là họ hát được. Phải đúng cái giọng với Bolero. Thì khi em diễn tả, em hát, nó mới vô. Em là một trong những cái giọng ca đó. Em hát rõ lời, em hát có truyền cảm, em hát đúng Bolero, rất tuyệt vời. Anh rất là khen em biết diễn ở trong cái phần hát của mình đó. Mình có hai cái thuận lợi, hát, giọng hát đẹp, ngoại hình đẹp. Cái mặt của em rất là điện ảnh đó, rất là đẹp trai. Và lên sân khấu đẹp là có một cái lợi thế. Nên em phải biến những cái sở trường em bước lên một cái giai đoạn mới. Cái bài hát này anh nghĩ em có thể làm cho nó sinh động, nó có một cái sức sống hơn. Ở những cái tập sau mình phải sáng tạo ra cái phần thi cho mình. Mỗi thí sinh phải cho mình là một tiết mục xuất sắc nhất của từng vòng. Có những thí sinh nói với anh mỗi vòng thi của họ là một đêm chung kết. Thì anh nghĩ mình mới có thể có những tiết mục hay được. Những chất liệu anh Vinh vừa kể thì anh Ba muốn thêm chất liệu nào cho bạn nữa không ạ? Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi day dứt trong lòng người. Phải căng và kéo lại. Cái đó là cái điều cần thiết để mà hướng dẫn cho các bạn. Và nhìn hình ảnh của Trường Ân đẹp trai, chúc mừng em hát rất là hay. Dạ, tuyệt vời. Cảm ơn chú. Trong cái lần này em hát, anh thấy là em có một cái sự tiến bộ nhiều hơn. Và khi mà mình hát dòng Bolero đó là mình phải nghe mình thật kỹ. Tại vì trong Bolero khi mà mình hát mà mình không để ý là mình có những cái nốt luyến đó. Ngoài trời không sao thưa, đường lề ướt ngõ tối. Nhiều khi mình hát mà mình không control được cái giọng mình, nó chữ tối nó ra chữ tối. Anh thấy nhiều bạn bị cái lỗi đó. Tuy nhiên bài này anh thấy là em có rất là nhiều tiến bộ. Trong cái hài kịch đoạn cuối là cái cậu đó, cậu đưa tiền cho em đi học hát. Cái chỗ đó là anh thích nhất á. Anh muốn em phải có một người thầy Bolero mà chỉ cho em để mình đừng có luyến dư thừa. Cho phép em xin cảm ơn như lời nhận xét. Đây cũng là hoàn cảnh đúng về hoàn cảnh của em lúc trước, là em cũng đi làm công nhân và em cũng ấp ủ đam mê nghệ thuật ca hát. Và khi mà hát bài hát này xong thì em cảm thấy là cảm xúc và rất là nhớ về cái thời mà mình còn nhút nhát, còn không có biết định hướng cho mình như thế nào. Thì hôm nay em đứng trên sân khấu solo của Bolero và em muốn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi em. Xin cảm ơn ban giám khảo đã dành những lời góp ý cho thí sinh Trường Ân và xin chúc cho bạn sẽ làm tốt hơn nữa ở phần thi. Lại chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ bên, rồi thời gian qua vác lên vai hành trạng đường dài vì đời nên ra mắt.
chẳng riêng ai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đây theo. Chẳng riêng ai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đây theo. Chúc mừng cho phần dự thi vừa rồi của Tống Yến Nhi nha. Em nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi con người, ít nhất một lần thì ai cũng có một cái mối tình rất là đậm sâu, thì nó cũng là một phần trong câu chuyện cuộc đời của em. Chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ danh ca Phương Dung. Em có chất giọng rất tốt, nhưng mà em không biết điều khiển cái giọng của em, và em chưa biết sử dụng micro. Em hát em cứ để sát vậy nè, rồi em buông nhỏ không được, em hát lớn, em không biết điều khiển cái cột hơi của em, và em không có biết xê dịch nó xa gần, và hát sai chính tả rất nhiều. Đó là những cái điều mà mình là một người ca sĩ không được phép. Anh thấy là Tống Yến Nhi hát bài này rất là tự tin. Em có một chất giọng đẹp, nhưng mà bài này anh nghe năm 1991, cái băng cassette của anh Ba Ngọc Sơn. Bây giờ em muốn anh thị phạm cái câu đầu cho cổ nghe. Nghe buốt giá lúc nửa đêm, nhớ đêm lửa ngùn ngút lúc gọi yêu về tìm. Chữ ngùn ngút của em nó hơi có vần O trong đó, và chữ Y thì lại có vần E trong đó. Chỉnh đốn lại một chút xíu thôi, em sẽ là một ngôi sao sáng. Vì thực sự em hát hay, từ nội tâm tình cảm Bolero nó đậm chất, nó có tình cảm, nó có gì đó nó mộc mạc mà nó dễ thương lắm. Em có đầy đủ cái tố chất như vậy. Cái bài này của nhạc sĩ Trúc Phương, cái luyến lấy rất là nhiều. Cái này em làm hoài âm nhanh quá, em phải làm chậm lại thì em mới diễn tả được cái phần em trình diễn trong lúc em hát. Khen em là có tập trung vào nội tâm là ba từ em làm được trong bài này. Anh cảm nhận như vậy có hai cái vấn đề chính thôi. Thứ nhất là về phát âm, thì tất cả những cái chữ T, chữ T đó thì em đều phải xem lại hết. Mình phải tổng kết lại sau một cuộc thi, mình một là phải sửa ngay, hai thì tránh những cái bài mà có những cái từ này trước. Thứ hai, em hát cái bài này á có cảm giác bị với nhiều quá, thì cô dùng từ là nhanh á, nghe nó không có cảm xúc nhiều, nên cái đó thuộc lại cái giọng. Và anh có cảm giác á là em nhiệt tình quá khi đặt cảm xúc vô á, nên em bị gằn một chút. Đôi khi một bài hát có những chỗ mình phải hơi thả lỏng một chút. Anh thấy em là một người nhiệt tình khi hát, và đặc biệt là rất là đặt cái nội tâm vô hát luôn. Tiết chế cũng là một nghệ thuật khi hát. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn những lời góp ý từ ban giám khảo. Hy vọng rằng đây sẽ là hành trang để bạn làm tốt hơn nữa ở phần thi tiếp theo. Loài ngốc đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gọt đâu từng phi. Loài hoa trắng mang môi em, đã
hơn mấy lần phù duyên hương đêm. Loài rêu biết măng mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng măng tay em nghe trên vóc ngà biển sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống đông hàng cây khô bao kiếp quay đầu. Đôi mắt buồn nghe rối hờn hồn lạc về đâu, nơi lạc về đâu. Loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mê. Loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau gió lên. Từng phi loài hoa trắng măng môi em đã hơn mấy mùa ủ nhụy hương đêm. Loài rêu biết măng mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng măng tay em về trên vóc ngà rừng sâu không tên. Đêm lắng sâu sương xuống đồng hàng cây khô bao kiếp quay đầu. Đôi mắt buồn nghe rối hơn hồn lạc về đâu, nơi lạc về đâu. Loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em ngủ yên rất lòng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển phố không tên. Huyền thoại người con gái cùng với Thái Sơn xin chúc mừng và cảm ơn Vũ Đàn Ô. Một ca khúc rất sôi động. Chúng ta vừa đến với phần biểu diễn của Thái Sơn và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay, hội đồng thẩm định và 3 vị giám khảo. Thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, có lẽ là nếu mà quý vị theo dõi chương trình của tuần trước thì thấy được một điều là Thái Sơn đã vượt qua như thế nào đối với phần thi của mình trong đêm trước, đã vượt qua những cái trở ngại, những áp lực tâm lý về câu chuyện hoàn cảnh của gia đình mình. Và ngày hôm nay bạn đã vượt hết tất cả và thể hiện một ca khúc mang tính vui tươi và cưới cá nhân anh. Hôm nay em rất tuyệt vời. Em đã nở được cái nụ cười đúng với tinh thần của bài này, dù cho có thể là chúng ta đang có những cái trăn trở, những cái suy nghĩ trong cái cuộc sống của mình. Và anh rất là ngưỡng mộ em. Cảm ơn em đã mang đến một không khí rất vui tươi cho ca khúc này. Và xin mời danh ca Ý Lan chia sẻ một chút. Cái bài hát vừa qua Thái Sơn trình diễn rất là vui tươi, mang một cái không khí để cho mọi người ai cũng phải bật người lên. Cô Ý Lan cũng phải nhúc nhích chứ còn không thể nào mà chịu ngồi yên được. Trong phần hát của Thái Sơn, cô nhắc nhở có hai điểm. Điểm đầu tiên đó là về cái nhịp. Có những lúc mà cô có cảm nhận như là Thái Sơn đi nó bị hơi quá nhanh một chút xíu thì nó sẽ trở thành cho cái người nghe là cái nhịp nó chưa đến. Đó, thành ra cái đó là phải để ý. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái phát âm. Thái Sơn hát cho cô nghe cái câu cúi đầu phải không? Cúi đầu thì lại cô lại nghe là cúi đầu. Cúi đầu là sai. Nó không có chữ O mà nó chỉ có là C-U-I thôi. Nha, nhớ cúi đầu. Có một cái điểm rất là khen là Thái Sơn hát tất cả những cái nốt mà loài mây trắng, những cái nốt cao đó là hát bung cái phổi của mình ra hát, không có để ngậm lại trong cổ, rất là hay. Tuy nhiên có những nốt Thái Sơn đã làm cho cô Ý Lan ngạc nhiên mà cô phải đập cái bàn này là hay quá. Tức là có những lúc mà trở lại những cái chữ và nốt cao đó thì em lại hát giọng gió. Ôi trời ơi, cái đó mà chết em đấy anh ạ. Tôi thì lại nghĩ khác. Cô Ý Lan à, tôi sao, lại nghĩ là lúc đó chàng hơi đuối rồi. Không, còn lâu mới đuối. Vì hai chữ liền chàng không, hát giọng gió. Anh nhớ là sau đó là người ta lại bung ra, người ta lại hát to được. Tức là không phải vậy. Đây là, thôi bây giờ mình hỏi đi. Ngụ ý, cố tình hay là yếu đuối thật?
Dạ, lấy con tập con cố tình để cho hai câu cuối nó bung ra cho nó phê. Không, những cái chữ mà hát bằng giọng gió đó. Dạ. Loài tuyết, tuyết. Không, loài mây trắng. Trắng. Dạ. Dạ. Không phải cái đó đó, mình có hai, có hai nốt. Dạ. Đó. Mà cô thích, ông này không thích, kệ ông, cô thích, cứ giữ như vậy nha. Xin mời Á Hậu Thúy Vân chia sẻ. Khi mà bạn này trình diễn ở trên sân khấu thì không biết quý vị khán giả với lại anh Đức Huy với cô Ý Lan có đồng ý với Thúy Vân không, là nó có một cái chất gì đó rất là đểu nè, nhưng mà nó thể hiện là cái bạn này thật sự không phải như vậy, đúng không quý vị? Nhưng mà tự nhiên lên sân khấu này thì mỗi lần mà anh hát một câu xong anh cười một câu. Tí là làm sao mà nhìn đàn ông mà biết nó là đểu hay sao? Tại vì Khang nhìn thấy là cái cảm nhận Khang nhìn như Khang thấy nó rất là chất phát thật thà và em đang nói là lúc mà bạn ấy diễn ở trên sân khấu cái bạn cái bài này đó thì bạn ấy diễn ra cái chất là cái anh này rất là một cái người mà playboy đa tình vậy đó. Có thể là Thúy Vân muốn nói là lặng. Lặng. Dạ, giống lặng, như cái cười nửa miệng á anh ạ. Vâng. Dạ, giống như bởi vậy Vân mới hỏi cái bạn cười đều lại thử đó, xem. Chữ đều dùng chỗ này cũng được đó. Dạ. Hơi lặng. Làm ơn đừng có tắt, tắt đừng tắt. Hơi đa tình. Dạ, mình dùng chữ là đa tình. Lơ được. Nếu mà hồi nhỏ thì em có cười về chứ mà nhìn nó vô duyên lắm. Người ta cười qua bên đẹp trai hơn nên cười về cho đẹp trai. Dễ thương quá. Dễ thương. Không, thật ra là khi mà Vân nói như vậy á, là Vân nghĩ cái phần trình diễn ở trên sân khấu này á, bạn làm rất là tốt luôn. Diễn ra một cái vai mà đa tình như vậy, rồi bạn diễn với các bạn vũ công, Vân không rời mắt được khỏi cái phần trình diễn của Sơn. Vân, mình phải để ý đến từng cái cơ mặt, từng cái động tác mà bạn mang lại ở trên sân khấu này. Đó, cái người ta gọi là một yếu tố ngôi sao đó. Và Vân nghĩ là bạn có điều đó. Và Vân hoàn toàn thích tiết mục này. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn Á Hậu Thúy Vân. Và xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích phần luyến lấy của Thái Sơn, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy bạn sử dụng cái đó trong bài hát. Về cái nhịp thì khá tốt, nhưng mà tôi vẫn thấy được cái sự mà không thoải mái. Thì lúc đầu khi mà búng tay, khi mà bắt nhịp với ban nhạc và chưa hát xong nữa thì hai chân nó cũng chưa tìm được một cái chỗ nào gọi là thoải mái để mà nó dẫm nhịp theo. Và có một vài cái nốt hơi bị chênh. Và nếu mà có thể đề nghị được cái này đó, thì cái bài hát này sẽ hay hơn nhiều. Là tại vì cái chữ mà loài hoa trắng, ba chữ đó nó lặp đi lặp lại, thế mà nó đã bị nhấn mạnh ở cái chỗ mà hơi không đúng, là chữ loài. Loài mạnh quá, tại vì nó đầu câu thì mình có cái khuynh hướng, nhưng mà loài hoa trắng thì hai cái chữ sau nó mất ý nghĩa. Nên phải loài hoa trắng và tất cả về sau như thế. Còn trở lại cái vấn đề mà Ý Lan bảo là đuối, cậu ấy anh phăng hay là đuối, có thể là cả hai, nhưng mà nếu muốn phăng thì phải rõ, chuẩn bị hơi phải rõ hơn. Chứ còn nếu mà lờ mờ như thế là tôi đánh giá là hơi đuối hơi. Tại vì sao? Tại vì về sau lại hát mạnh trở lại. Tại vì lúc đó đuối thì phải hát nhỏ thôi. Nhớ là đỡ hơi nếu mà chú ý định luyến lấy. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, nhưng mà anh Đức Huy ơi, em nghĩ là bạn ấy đứng trên sân khấu mà một mình với 8 cô như vậy, bạn hát vậy là đã bản lĩnh lắm rồi đó anh. Ấy không, phải tập đối phó với cái này ngay từ bây giờ. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy rất là nhiều. Tình yêu có thể mang đến những hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng là những khổ đau. Thời gian có thể làm dày đi, nhưng cũng có thể vơi đi những tình cảm ta dành cho nhau. Đôi khi nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, nhưng không cùng chung một suy nghĩ. Và chúng ta chỉ nói giá như có thể quay trở lại nơi bắt đầu, nhưng đã quá muộn, hạnh phúc quá mong manh. Có lẽ những điều diệu kỳ nhất trong tình yêu cũng đã phôi phai, và chúng ta vĩnh viễn không thuộc về nhau, mãi mãi không thuộc về nhau. Anh biết khi nắng mai lên là em không còn, cho những yêu dấu tháng năm giờ nghe hao mòn. Anh vẫn mơ vẫn mong đợi hình bóng em yêu, dù hạnh phúc có lắm nước mắt nỗi vui hay chỉ là lời hứa. Em bước xa mãi nơi đâu để anh đi tìm,
Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài. Khi thấy tim nhói đau là đã biết chia ly. Một lời nói trái đắng sẽ nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa. Ngày em đến một ngày nắng chưa. Ngày em đi một ngày gió mưa. Buồn hoen đôi mơ. Rồi còn lại bao dung hạnh phúc mong manh. Người yêu ơi, gửi lời sau mưa. Ngày em đến một ngày nắng trưa. Ngày em đi một ngày gió mưa. Buồn hoen đôi còn lại bão giông hạnh phúc mong manh. Dù hạnh phúc còn lại bão giông hạnh phúc mong manh. Cảm ơn phần biểu diễn của Khắc Linh và cảm ơn Vũ Công Kim Anh. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Hạnh Phúc Mong Manh. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay, hội đồng thẩm định và 3 vị giám khảo. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ để bắt đầu cho phần nhận xét, mình Khang xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. Tôi có một ấn tượng là trước tiên là Khắc Minh là một người ca sĩ đứng trên sân khấu có một ngoại hình, có một vẻ rất là sáng, rất là đẹp cho sân khấu trình diễn của mình. Kế tiếp là tiếng hát của Khắc Minh. Thì đối với riêng tôi rất thích giọng trầm và ấm. Và điều này Khắc Minh đã có. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc nhở Khắc Minh rằng là trời cho mình cứ giọng trầm như vậy, nhưng mình phải biết cách xử lý. Có những lúc cái giọng trầm của mình nó đi hết tận cùng, nhưng mà cũng có những lúc mà mình cần phải có những cái góc sắc biến hóa cho cái bài hát nó trở thành nó có nhiều màu sắc hơn, nó không bị đều đặn quá trong suốt nguyên một cái bài hát. Lúc nào người ta cũng nghe mình không có những cái màu sắc khác thì tự nhiên cái giọng trầm đó nó trở thành nó nặng nề. Và nó cứ thế mà nó cứ trôi đi rồi, giống như là du ngủ người ta vậy đó. Thành ra cô nhắc Khắc Minh cái điều này, Khắc Minh hãy tìm cách để có những câu hát nào khác của mình mà mình làm cho nó bật dậy ở những cái góc cạnh để cho nó dậy lòng của người nghe hơn nữa nhá. Cảm ơn Khắc Minh rất nhiều. Xin cảm ơn chia sẻ của chị Lan. Hồi nãy thì nghe chị nhận xét về giọng hát, đặc biệt là ngoại hình, thì thấy là Thúy Vân quay qua nhìn chị cười rất tươi. Không biết là em có điều gì muốn chia sẻ không, Á hậu Thúy Vân? Cho Vân hỏi tuổi của bạn được không? Tại vì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau đúng không? Bây giờ mình bật mấy tuổi trên sóng truyền hình thì có sao không ta? Hay là thôi bây giờ Vân nói tuổi của Vân đi. Tại mọi người biết là Vân 23 tuổi thì bạn chỉ cần nói là nhỏ hơn hay lớn hơn thôi. Mình bằng nhau. Không, thật sự khi mà mình 23 tuổi thì mình đâu có cần gì phải giấu đúng không? Đặc biệt là với một ngoại hình như vậy và với một giọng hát như vậy. Thì thật sự cái lý do mà Vân hỏi tuổi của bạn đối với ca khúc Hạnh Phúc Mong Manh này, để trình bày ca khúc này, để hát mà làm cho người khác cảm thấy là thật sự thuyết phục, thì nhiều khi nó cũng sẽ cần một cái sự trải nghiệm nhất định trong cuộc sống. Nhưng mà Vân nghĩ với cái phần trình diễn ngày hôm nay của Minh á, thì Minh đã đưa được cái cảm xúc của Minh vào đó và những cái trải nghiệm mà Minh muốn mang đến cho khán giả. Cái điểm mà sẽ làm cho mọi người thu hút ở Minh đó chính là đôi mắt. Đôi mắt mình làm cho người ta cảm thấy là
Cái cậu này có cả một cái bầu trời tâm sự. Nhưng mà với một đôi mắt đẹp như vậy mà nếu như Minh điều khiển nó chưa có tốt á, thì nhiều khi nó lại hơi bị mất tập trung một tí xíu. Với cái phần trình diễn hôm nay thì Vân thấy rất là thuyết phục. Một lần nữa chúc mừng chàng diễn viên, ca sĩ, và chắc chắn sẽ rất thành công trong tương lai nhé. Cảm ơn. Cảm ơn Thúy Vân rất nhiều. Xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh. Hôm nay mà nếu mà Khắc Minh hát mà có ai mà cảm thấy như là chưa thật sự đã đó, là tại vì nó thiếu cái nhấn nhá. Hôm nay em hát tốt, tròn vẹn nhưng mà nó cũng khá đều đặn. Bây giờ đề nghị đó là mình chú ý đến thêm cái nhấn nhá. Mà cái này mình nói nhiều rồi, cái chữ nào quan trọng mình không cần nhấn mạnh, nhưng mà chỉ cần là những chữ nào không quan trọng mình nhẹ bớt. Và nếu mà bạn làm được như thế thì tôi bảo đảm là tuyệt vời. Xin chúc mừng.
Thưa quý vị, Lê Phương Anh cùng với ca khúc Hỡi Người Tình. Và trước khi ban giám khảo đưa ra những lời nhận xét của mình, chúng tôi xin mời 100 khán giả, hội đồng bình luận và ba vị giám khảo dành số điểm cho thí sinh Lê Phương Anh. 15 giây bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Hỡi Người Tình. Không biết là vô tình hay là hữu ý mà ca khúc này, không biết là bạn có biết là một nữ ca sĩ đã từng thể hiện ca khúc này là ai không? Dạ, chính là ban giám khảo Y Lan. Em đã nghe mà nghe muốn nát bài luôn để hát, làm nghĩ cách làm sao để cho nó không bị hình tượng của Y Lan, hát làm sao cho nó không giống. Nhưng mà đối với em thì thôi, hôm nay đến giờ phút này, thưa quý vị, là đuối lắm rồi. Thế nên là tự nhiên em muốn là cứ đi ra em feel làm sao thì em sẽ hát như vậy. Vâng, thưa quý vị, hơn 30 năm nữ ca sĩ Ý Lan đã từng thể hiện ca khúc này. Và có lẽ khi mà bước lên trên sân khấu nhìn thấy thí sinh Lê Phương Anh thể hiện thì ít nhiều trong chị nó có những cái cảm xúc dâng trào, đúng không ạ? Trước khi mà chị đưa ra cái phần nhận xét thì Nguyên Khang có một cái thiện ý nhỏ nhỏ là chẳng mấy khi mà anh Hoàng Bách lại yêu mến chị đến như vậy. Khi mà từ đầu chương trình luôn dành cái tình cảm với chị với những cái lời khen, thôi thì mạn phép cho cặp song ca bất đắc dĩ của chúng ta thể hiện lại một đoạn cái ca khúc Hỡi Người Tình này. Bởi vì anh Hoàng Bách từng là một thành viên của ACNM bè rất tốt, còn nữ danh ca Ý Lan thì thôi, đây là bài tủ của chị, cho nên Nguyên Khang xin phép cả hai có thể thử được cái đoạn nhỏ được không ạ? Hát thiệt á? Dạ vâng, chị 30 năm vẫn chạy tốt ạ. Dạ không, bây giờ chị cứ dẫn dắt em thôi ạ. Tại vì em chưa hát bài này bao giờ, em xin phép em được bè chị thôi ạ. Chưa hát bao giờ mà lại bè cơ, cái này mới là kinh. Quý vị phải vỗ tay ngay cho Hoàng Bách chứ ạ. Tại vì cái người mà phải hát quen thuộc bài hát thì mới có thể bè được. Hỡi người tình đã đi 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 đi. Rồi, bắt được không cưng? Dạ được. Cái tông này bè được không? Dạ tông nào em cũng bè được ạ. Em bè được mà. Tôi. Em chỉ, không em chỉ làm phụ ạ. Hỡi người tình, vẫn biết em vui cùng ai. Anh có biết một mình em lẻ loi, sống lạc loài, đêm mưa cô đơn buồn tênh, rồi đêm xuống chỉ thấy riêng mình em. Thưa chị, 30 năm vẫn chạy tốt, thật sự ra là cũng hơi khó cho anh Bách. 40 năm chưa hát ca khúc này, cho nên là để cho anh có thể bè được ca khúc này nó cũng là thử thách, đúng không anh? Rất tiếc là thực ra là cái giai điệu thì anh thuộc, Bách thuộc, nhưng mà cái lời sợt cái lời hát xong, chị Ý Lan hát xong rồi nó mới hiện lên. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ Nguyên Khang xin phép mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ chia sẻ về ca khúc này, xin mời anh. Rất thích cái hình ảnh của Lê Phương Anh. Mỗi lần mà tôi thấy bạn hát những cái bài hát về buồn khổ thì bạn hát bạn nhập tâm, bạn làm tôi gần như là vỡ tim. Những cái tâm sự của một người nào đó viết, thế nhưng mà tôi cứ có cảm tưởng như là Lê Phương Anh đặt cái tâm trạng của mình vào từng bài hát mà bạn hát, và điều đó tôi rất thích. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời anh Hoàng Bách. Bây giờ em thấy là cái tình cảm của anh nó không còn ở Lệ Ngọc nữa. Nó bắt đầu nhìn đắm đuối qua thí sinh này, mời anh chia sẻ ạ. Anh nhìn thấy ở đây một cái nỗi khắc khoải, một nỗi đau nó rất là lớn trong cái phần trình diễn này trên sân khấu. Cái điểm mà tại sao hôm nay tôi sẽ cho Phương Anh 10 điểm, bởi vì cái cảm xúc mà bạn truyền tải cho tôi trong cái bài hát này nó lại trọn vẹn tất cả những gì tôi cảm nhận. Và đây là phần trình diễn tôi yêu thích nhất. Mặc dù tôi biết là sức khỏe của Phương Anh ở trong một số nốt, ở trong một số cái đoạn cần ngân dài thì nó không hoàn toàn đảm bảo. Thế nhưng nói cho cùng thì với những bài hát cần nhiều cảm xúc như thế này mà bạn đã có nhiều cảm xúc và bạn truyền tải được nó đến người nghe trong một phút giây nào đó, tôi nghĩ là những yếu tố kỹ thuật nó không còn cần thiết nữa. Chắc chắn Khang chưa hỏi đâu, nhưng tôi xin phép ban tổ chức là cho điểm luôn là 10 điểm cho Phương Anh. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ từ ông bố trẻ Hoàng Bách.
Vâng, giáo sư am hiểu phụ nữ. Bây giờ thì chúng tôi xin phép mời danh ca Ý Lan sẽ chia sẻ đôi điều. Mời chị. Liệu Phương Anh đã hát thì Liệu Phương Anh hát đạt được đến tất cả những cái cảm xúc mà cô Ý Lan mong đợi. Cho nên Liệu Phương Anh đối với cô trong bài hát này hoàn hảo. Cảm ơn em. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, Nguyên Khang chưa kịp hỏi thì đã có số điểm. Thôi thì Nguyên Khang xin phép hỏi luôn nhạc sĩ Đức Huy trước khi đến với phần của hội đồng bình luận, bởi vì hai vị giám khảo còn lại đã cho điểm. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi cũng sẽ phải bỏ qua những cái nốt mà cuối, mà đuối, bởi vì tôi biết là bạn cũng đã tốn nhiều công sức cho cái chuyện này. Tôi xin gửi bạn 10 điểm. 10. Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau, rồi mà người đi xa, còn lại gì chúng ta? Đến với em hỡi người, ta say đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em thật sâu. Quên sao em vội đi, hãy nói với nhau một lời người ơi, dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao người ra đi, sao đành chia ly vội đến với một bản mashup hai ca khúc, đó chính là Hãy Đến Với Anh và ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã, với phần thể hiện của bốn giọng ca, mỗi một màu sắc rất là cá tính trên sân khấu. Và cá nhân thì tôi thấy là cả bốn giọng ca này đều rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và tôi thấy là chàng trai mở đầu của chúng ta hát thậm chí còn có cả vũ điệu nữa, có lẽ là do xuất phát từ là một vũ công cho nên là đã có những cái ngôn ngữ hình thể rất là dễ thương. Bây giờ trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, chúng tôi xin dành 15 giây dành cho khán giả tại trường quay, hội đồng thẩm định và ba vị giám khảo.
15 giây bắt đầu. Bây giờ xin phép mời phần nhận xét đầu tiên, xin mời danh ca Ý Lan. Xin mời chị. Hầu như là bốn người ngang ngửa với nhau trong cái phần trình diễn này. Để mà cho số điểm mà nó cao thấp như thế nào trong cái bài hát này có hơi khó khăn đấy. Cho ban giám khảo chúng tôi, chúc mừng các em. Thì Lệ Ngọc, cô Ý Lan rất vui là được trông thấy Lệ Ngọc trở lại. Và lần này thì Lệ Ngọc không hát một bài hát buồn mà lại hát một bài hát rất là nhiều cá tính. Cái cách nhấn nhá của Lệ Ngọc rất là đẹp, rất đúng cho cái bài hát này. Mà lại còn có cả sự trình diễn nữa. Cô Ý Lan rất thích trong cái phần trình diễn này của Lệ Ngọc. Ngọc Khánh, nói lúc nãy thì Nguyên Khang nói rằng là Ngọc Khánh có phần ngôn ngữ hình thể, tức là có nhảy múa. Chị Ý Lan hiểu em muốn nói gì, tức là không cần phải làm nhiều, chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà để cho các người xem, người ta phải cảm nhận được rằng là đây là cái cách mà anh ta muốn biểu hiện tình cảm của anh qua câu hát đó. Ngọc Khánh, cô Ý Lan rất thích, rất mê phần trình diễn của con ngày hôm nay. Tại vì cái câu đó là hãy đến với anh một lần rồi thôi, mà cho nên là cái ngôn ngữ hình thể nó cũng hấp dẫn. Dạ. Nuốt vào rồi thôi đây. Hay lắm. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái tiết mục vừa rồi là một bài hát có cái tiết tấu nhanh và mạnh, thì có thể đây là một cái lợi thế mà các bạn có so với cái nhóm trước. Hát một cái bài nó càng chậm thì nó càng khó. Thế thì nói chung đó thì tiết tấu của các bạn ai cũng tốt cả, về cái nốt cũng khá tốt. Lệ Ngọc có một vài chỗ rất là hơi bị chênh. Về nhấn nhá các bạn đều làm tốt, các bạn đều tỏa sáng đêm nay đấy. Nhưng mà theo tôi đó thì Thái Sơn là cái người mà đã thấm được một chút gì những cái kinh nghiệm của những cái vòng trước, mà hôm nay bạn hát thoải mái mà hòa mình vào cái nhịp điệu, hòa mình vào cái ban nhạc, vào cái tiết mục của mình, và cùng với bạn diễn của mình, hai bạn làm rất tốt. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo. Và tất nhiên mỗi một người đều có một cái góc nhìn khác nhau đối với phần thể hiện của thí sinh. Có người thích người này, người thích người kia. Và bây giờ chúng tôi xin mời ý kiến của hội đồng thẩm định. Xin mời nhà báo Hữu Thông. Tôi rất ấn tượng về cái top nhóm thí sinh thứ hai này. Trước mắt là về cái ngoại hình sân khấu của bốn bạn rất là sáng. Bạn Ngọc Khánh Nam đây, thì bạn thể hiện cái hình thể thì tôi thấy bạn là một trong những là người có khả năng làm chủ được sân khấu, thì cái đó là theo cái cá nhân của tôi đánh giá. Bên cạnh đó là về Xuân Nghi, thì Xuân Nghi cũng có cái phần diễn đạt khá là trơn tru và hoàn chỉnh. Về cái tinh thần thi đấu của hai bạn, đó là bạn Lệ Ngọc và bạn Thái Sơn, thi đấu một cách rất là thoải mái. Theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy. Thì tôi đánh giá đây là cái nhóm thí sinh đáng gờm, cũng có vẻ là gọi là hơi căng não để tất cả mọi người chọn ai là người xứng đáng. Xin cảm ơn anh. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả điểm số từ phía ban giám khảo. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho Lệ Ngọc. Chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin gửi Lệ Ngọc 9 điểm. 9 điểm. Xin mời số điểm của danh ca Ý Lan. 9.5. 9.5. Ca sĩ Quang Linh. 9.5. 9.5. Tiếp theo là số điểm dành cho Thái Sơn. Xin mời danh ca Ý Lan. 9.5. 9.5. Xin mời ca sĩ Quang Linh. 9.5. 9.5. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Xin gửi Thái Sơn 10 điểm. 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của Ngọc Khánh. Xin mời ca sĩ Quang Linh. 9.5. 9.5. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. 9. 9 điểm. Và danh ca Ý Lan. 9.5. 9.5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của Xuân Nghi. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. 9.5. 9.5. Xin mời ca sĩ Quang Linh. 9 điểm. 9. Xin mời danh ca Ý Lan. 9 điểm. 9 điểm. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm của người đứng ở vị trí cao nhất. Ở
ở vị trí số 2. Đứng ở vị trí số 3. Và vị trí cuối cùng, vị trí thứ 4. Thưa quý vị, ca khúc Song Ca trong ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị kể về câu chuyện của một đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố và bất chợt một cơn mưa đã xuất hiện và cơn mưa này đã làm cho cô gái của chúng ta ướt sũng hoàn toàn. Thế nhưng chàng trai không chỉ thấy được cô gái có nét quyến rũ rất hấp dẫn mà càng yêu càng say đắm hơn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Hãy Để Mưa Rơi, một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn, và hãy cùng chào đón cặp song ca Nguyễn Phương Anh và Thái Sơn. Đưa em dòng chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi là giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh đêm mau, từng hạt rơi mau mang ấp đêm thơ. Khi xưa đưa em qua phố ướt đẫm, cuộc tình trong vắng giờ là hư không. Em xưa anh quên trăng lòng ngang, từng giọt mưa rơi tới muôn trùng, để lòng bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác vơ vi. Chơi qua phố lang thang, cuộc tình trống vắng giờ là hư không. Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh đêm mờ, từng ngả rơi mau ba ngả đêm thâu. Khi xưa đưa em qua phố ướt đẫm, cuộc tình trống vắng giờ là hư không. Em xưa anh quên nên đã theo chờ, bỏ lại cuối phố một trang lòng ngơ. Từng giọt mưa rơi tới muôn trùng, để lòng bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác mơ. Nguyễn Phương Anh và Thái Sơn, xin cảm ơn phần biểu diễn của vũ đoàn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện của một đôi tình nhân trong một cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn, Hãy Để Mưa Rơi. Và bây giờ chúng tôi xin mời ý kiến chia sẻ của ban giám khảo. Lần này thì ban giám khảo chia sẻ trước, Nguyễn Khai sẽ mời hội đồng bình luận, rồi sau đó mới quay trở lại với quyết định của ban giám khảo. Vâng. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo chia sẻ về ca khúc này. Đầu tiên xin mời ca sĩ Phương Thanh. Chúc mừng hai bạn có một bài song ca tuyệt vời. Hợp giọng, hợp phong cách, hợp cảm xúc và hòa quyện với nhau, tạo nên một cái cảm xúc rất là hòa quyện và rất là đáng yêu. Xin chúc mừng tiến bộ. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô công nhận là một cái bài hát vừa rồi rất là nhiều màu sắc trong phần trình diễn của hai em. Cảm ơn hai em đã cho một màn trình diễn rất là tươi vui. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Tôi rất thích màn song ca của hai bạn. Tôi thích cái bè
của Nguyễn Phương Anh. Hai người đều rất tươi, đều rất sáng. Nhưng mà về cái độ nảy thì tôi thích cái độ nảy của Phương Anh hơn. Và nhưng mà xin cảm ơn hai người, một màn song ca rất hay. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Mỗi người sẽ cho chúng tôi biết cái tên của quý vị yêu mến thí sinh nào hơn. Tất nhiên cả hai thí sinh đều làm rất tốt, nhưng hãy đưa cho chúng tôi biết cái tên mà thí sinh yêu mến hơn trong phần thể hiện này. Đầu tiên, Nguyên Khang xin mời ý kiến của danh ca Ý Lan, xin mời chị. Tôi phải lựa một trong hai người này hả? Một trong hai người. Quá khó, tại vì thật sự ra là mỗi một người đều có một cái điểm rất là đặc biệt của riêng mình. Nhưng mà như cái bài hát vừa rồi thì nó thấy rõ lắm là Phương Anh đã làm chủ được bài hát và ngay cả nhịp điệu trình diễn nữa. Cho nên cô xin lỗi Thái Sơn là cô bắt buộc cô phải lựa chọn Phương Anh. Xin chúc mừng Phương Anh. Phương Anh đã có được một phiếu từ phía danh ca Ý Lan. Nguyễn Khang xin mời ưu tiên cho Lady First anh Huy nha. Nguyễn Khang xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh chọn Phương Anh. Phương Anh, vâng. Như vậy với hai phiếu chọn thí sinh Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Khang xin phép anh Đức Huy cũng công bố luôn. Như vậy mặc dù là kết quả đã có nhưng cũng xin được nghe cái ý kiến của anh là chọn thí sinh nào. Tôi cũng xin đồng ý với hai người bạn đẹp của tôi ở đây là tôi chọn Phương Anh. Xin chúc mừng Phương Anh. Như vậy với 3 phiếu chọn thí sinh Nguyễn Phương Anh, bạn đã giành chiến thắng ở phần đối đầu song ca này. Nắng hạ sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến mân trời. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Anh sẽ
vị, một phần biểu diễn rất xuất sắc và tuyệt vời của ba thí sinh của chúng ta đã hòa quyện với nhau với một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa, ca khúc Hãy Trả Lời Em. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, nhưng mà cái hay mà Nguyễn Khang chú ý nhất là khi mà Tuấn Hoàng quay qua hỏi Lê Phương Anh hãy trả lời anh, thì Lê Phương Anh quay qua hỏi Ôn Vĩnh Quang hãy trả lời em. Và cái cuộc hỏi đó nó chạy vòng vòng, cuối cùng hỏi rất nhiều nhưng không có câu trả lời. Và chúng ta cũng thấy là cái phần phối hợp của ba thí sinh của chúng ta rất là tuyệt vời. Và bây giờ 15 giây dành cho 100 khán giả cùng với hội đồng cố vấn. Xin mời, 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn khán giả và hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ từ phía ban giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Đầu tiên mà tôi nghe cái bài hát này, một bài hát đã được nghe nhiều lần, chưa bao giờ nó hay như thế. Lần đầu tiên tôi được nghe một nhóm tam ca chia phần của mình, hòa quyện, hợp lý, thuyết phục, chưa bao giờ như thế. Và lần đầu tiên cả ba đều xuất sắc như nhau, không ai kém ai. Và thêm một điều nữa, cái hạnh phúc trong khi mà hát bài này của ba bạn, cái điện mà ba bạn đã tụ lại, cái ngọn lửa mà ba bạn đã đốt lên làm tôi cháy rụi hết. Tôi không biết nói gì hơn là tôi yêu màn trình diễn này và tôi yêu các bạn. Xin cảm ơn anh. Vâng. Và chúng tôi cũng thấy được điều đó ở hai vị giám khảo còn lại. Xin mời danh ca Ý Lan. Cho đến giờ phút này thì bài hát, âm điệu và ngay cả những luồng điện mà ba người thí sinh kia vẫn còn chạm ở trong trái tim của Ý Lan. Ý Lan chưa bao giờ mà được nghe một bài hát hoàn hảo từ tinh thần cho đến sự thể hiện của các em ở trên sân khấu như thế này. Cái luồng điện mà nó đã làm cho Ý Lan không thể nào mà ngồi được một chỗ nữa, mà phải bắt buộc đứng dậy. Và đứng dậy mà vẫn còn thấy đau, vẫn còn thấy hạnh phúc, và vẫn còn thấy tràn đầy những cảm xúc chưa bao giờ đến với Ý Lan cả. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và chúng tôi xin mời chia sẻ của ca sĩ Đoan Trang. Mỗi người một cái màu sắc rất là cân bằng nhau. Tuấn Hoàng, cái ngân của em rất là đặc biệt, đẹp vô cùng. Cái khào khào của Lê Phương Anh, và em hát như là hỏi, em hỏi anh, rất là đáng yêu nhưng mà rất là sâu sắc. Và với cái sự tự nhiên, cái làn hơi của Ôn Vĩnh Quang. Cho nên bây giờ cái tiết mục này phải nói là một tiết mục rất là đau đầu. Nhưng dù sao cũng chúc mừng ba bạn, xin một tràng pháo tay nữa cho ba thí sinh của chúng ta. Vâng, và chúng tôi xin được mời chia sẻ từ phía hội đồng cố vấn. Xin mời nhà báo Maya Ly. Trước tiên em xin chúc mừng phần thi của ba anh chị. Ba người có ba màu sắc khác nhau. Riêng anh Tuấn Hoàng thì em cảm nhận là anh là một giọng hát của một người đàn ông từng trải, sâu sắc và da diết trong tình yêu. Còn với Lê Phương Anh thì bài hát này là như là, nếu như hồi nãy chị hơi lép vế so với mọi người thì bây giờ chị là người tỏa sáng, khai thác triệt để cái giọng hát của mình. Với riêng Ôn Vĩnh Quang thì em đặc biệt dành lời khen cho anh, đó là anh có thể làm tốt ở vai trò là giọng nam và cả tông nữ. Xin chúc mừng ba anh chị. Cảm ơn bà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Và chúng tôi xin mời số điểm đầu tiên dành cho Tuấn Hoàng. Xin mời danh ca Ý Lan. 10 điểm. 10. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Giống cô ấy, 10 điểm. Một người nữa giống như tôi. Điểm 10 thứ hai của anh Huy trong đêm nay. Xin mời ca sĩ Đoan Trang. Đoan Trang xin được dành cho tất cả ba bạn điểm 10. 10 cho cả ba người. Vâng. Cô ấy nói hơi sớm. Đúng rồi. Đoan Trang nói hơi sớm, nhưng mà tôi cũng định rủ tất cả nói là tất cả ba đều là 10 hết. Tất cả đều phải 10. Lần đầu tiên trong chương trình Nghĩa Tình Ca, cả ba thí sinh của chúng ta đều nhận được điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo. Tôi nghĩ là các bạn ở đây ít nhiều các bạn phải tự hào, bởi vì các bạn đã làm lên một cái điều rất tuyệt vời, một cái điều kỳ tích trong cái chương show ngày hôm nay. Và tôi chưa biết là những phần sau sẽ thể hiện như thế nào. Cho đến thời điểm hiện giờ, đây là tiết mục xuất sắc nhất của tất cả các bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những thí sinh nào sẽ đi tiếp và ai sẽ bước vào vòng tái đấu.
chúng tôi xin được công bố số điểm của các thí sinh như sau. Xếp ở vị trí thứ 3. Xếp ở vị trí thứ 2. Xếp ở vị trí thứ nhất. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm thâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh là lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân xa. Còn thương nhớ nhau về tháp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bóng tối tóc ướt trong thề. Lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Đường ta đã qua chim khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới. Chiều buông xa rời dù lòng thôi mơ, dù hồn lên thơ. Hồi mơ dù hồn lên thơ, chiều buông xa rời dù lòng thôi mơ, dù hồn lên thơ. Cảm ơn Lê Ngọc. Vừa rồi là ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với phần thể hiện của Lê Ngọc. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay, ba vị giám khảo cùng với hội đồng thẩm định. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên. Chúng tôi xin phép mời danh ca Ý Lan chia sẻ trước. Cô nghĩ rằng là Lệ Ngọc cần phải tự chủ hơn về vấn đề cảm xúc của mình. Cô là cái người ca sĩ mà cô nghĩ rằng cô hát có cảm xúc nhiều đến độ mà cả một cái thời mới đi hát, không ít những người mà người ta có những cái lời phê phán là bởi vì Ý Lan làm sao mà điệu thế, hát thế này thế kia, là chỉ vì cái cảm xúc của cô mà thôi.
Cho nên kể từ đó trở đi thì là cô luôn luôn cô phải nhắc nhở mình cảm xúc đừng để bị mất, nhưng cần phải được kiểm soát. Nha. Hai điều đó nó rất là khó khăn, nhưng mà mình phải cố gắng làm. Cái điều thứ hai là Lệ Ngọc để ý các nốt hát của mình. Các cái nốt nhạc của mình nó hay bị tuột lắm con. Nó không tuột nhiều, tuột chỉ độ một nửa hay là một phần tư của cái nốt thôi. Nhưng mà vì tai nghe của ban giám khảo là tai nghe của những người chuyên nghiệp, cho nên nghe rõ ra lắm. Thành ra Lệ Ngọc cẩn thận về cô, cho cô về vấn đề này nhé. Cô khen ngợi vô cùng là khó khăn mấy như thế nào cũng khắc phục để mà làm tròn cái bài hát của mình. Cảm ơn Lệ Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan rất nhiều với những lời chia sẻ. Xin phép mời anh nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ. Yeah. Ngay từ đầu thì tôi đã nhận thấy có vẻ như là Lệ Ngọc thiếu cái sự tập trung. Có thể bởi vì phải ngồi ở một cái vị trí nó cũng không có thoải mái cho lắm. Tôi nói thật là cũng rất khó đấy. Bởi vì có đến cả trăm lý do lặt vặt mà có thể khiến một người, ngay cả ca sĩ, nhà nghề, đi hát nhiều năm, nhiều khi vẫn bị mất tập trung rồi. Vì đó mà lỡ nhịp hay là sai lời hoặc là quên vân vân. Thì tôi thấy là bạn có những cái điều kiện, những cái tiềm năng tốt. Và nếu mà thật sự mê ca hát đó, thì tôi đề nghị là phải đầu tư thêm. Nhá, đào sâu vào cái âm nhạc. Thì xin chúc bạn may mắn. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ. Và tôi thấy chị Trắc Thúy Miêu đã ghi xong. Xin mời chị chia sẻ. Yeah. Sẽ không nhìn lên sân khấu để nhìn thấy sự khó khăn của thí sinh khi mà ngồi chênh vênh trên đó. À, tất cả những dàn dựng này để dành cho bạn sự lộng lẫy nhất. Chắc là bạn cũng cảm thụ được cái sự may mắn. Hóa ra lại là áp lực, mình mới thấy là hát tình ca không phải là dễ, đúng không cưng? Nghĩa là khi mình được may mắn chọn một nhạc phẩm mà rất nhiều người yêu mến, có nghĩa là để thắng được trái tim họ rất dễ. Thế nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, có nghĩa là bờ vực giữa nữ hoàng và kẻ lưu vong nó chỉ cách nhau một sợi tóc, một làn hơi. Bạn có thể đang cùng lúc cho phép người ta sống lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất cuộc đời người ta. Nhưng cùng lúc chỉ cần bạn chật làn hơi một cái, bạn hủy hoại hoàn toàn những ký ức đó. Bạn rất may mắn hôm nay có một cái ghế rất là đẹp, một cái ngai rất là đẹp. Đáng lẽ kết hợp được cái đó với sự tỉnh táo kiểm soát làn hơi thì đáng lẽ là số điểm bạn sẽ cao hơn. Thế thôi, ngày hôm nay của chúng ta không may. Quay mặt trang mạng, ngồi đếm những nếp nhăn vàng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia ngự trị, làm ta đau điên thần trí. Mặc đời chia ta tình yêu si, ôi tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi giúp thế mê chê, yêu người nên khổ thân cho ta bởi yêu mà ra.
4 giọng hát xuất sắc nhất của chúng ta đêm nay. Một lần nữa, Phương Anh, Ngọc Phương, Đinh Phước và Khắc Minh. Ở trường quay thì chúng tôi sôi động với ca khúc này. Và bây giờ trước khi ban giám khảo nhận xét, chúng ta hãy cùng đến với điểm số của 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với lại hội đồng cố vấn. Xin hãy bình chọn công tâm nhất để giúp chúng tôi chọn ra gương mặt xứng đáng nhất. 15 giây, bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả và hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng tôi xin mời ba vị giám khảo. Hồi nãy tiếng cái là ba vị giám khảo mà đứng dậy nhảy luôn là ngon. Thấy cái em Thảo cũng ngồi lắc lư lắc lư. Xin mời nữ ca sĩ Đoan Trang, người lắc nhiều nhất trong hàng ghế giám khảo. Trang cũng ước gì Trang được phi lên sân khấu để nhảy cùng các bạn luôn. Nhưng mà Trang sợ là Trang lên Trang nhảy xong rồi các bạn sẽ phân tâm. Nói giỡn. Ok, cái bài hát này Trang biết chắc chắn là không phải cái bài hát, cái thể loại âm nhạc mà bốn bạn đã từng hát qua. Trang chắc chắn điều đó. Tuy nhiên bốn bạn đã làm cho cả khán phòng một cái bài hát coi như một cái kết rất là đẹp, rất là sôi nổi. Xin một tràng pháo tay nữa cho bốn bạn. Rất là tốt. Và Trang biết là cả bốn bạn cùng đều cố gắng hết sức mình, nhất là hai bạn nữ. Hai bạn nữ rất là cố gắng và cũng nhún nhảy này kia. Có điều là Đình Phước, sau bài này em có vẻ nhường cho ba bạn nhiều. Giọng của em hơi chênh lệch với mọi người nên em chọn giọng cuối thôi. Ồ, vậy hả? Theo chị thì chị thấy bốn giọng này không có ai vô giọng của ai hết. Thế nên nếu như mà bốn phần, ba phần biểu diễn kia đã rất là sôi rồi thì chị muốn em cũng phải hòa cùng với cái sôi đó. Có thể bè hoặc là có thể đuổi hay cái gì đó ha. Nhìn chung là tiết mục này rất là tốt. Chúc mừng các bạn, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Đoan Trang, xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Rất nhộn nhịp, rất hào hứng và một cái kết rất là đúng ý tôi. Bốn bạn mà nào cũng làm tốt hết. Tôi xin khen ngợi và chúc mừng tất cả bốn bạn đã vào vòng bán kết. Xin mời danh ca Ý Lan. Vâng, thật sự ra một bài hát cuối cùng nhộn nhịp, tươi vui và tất cả mọi người đều mang một cái tinh thần đoàn kết để làm việc cho bài hát cuối cùng. Ý Lan xin khen ngợi tất cả bốn thí sinh, đặc biệt trong bài hát này có hai cặp nam và nữ. Thì Ý Lan lại nhận thức được rằng là trong chương trình này, trong cái bài hát này riêng thì có một cặp nổi vô cùng mà tôi rất thích, đó là Khắc Minh và Phương Anh. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cùng xin ông che. Nhớ nhé em đêm nay, mình vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi, người yêu hai. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong mất ngây. Let's go! Da 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 da. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cùng xin ông chơi. Nhớ nhé em đêm này, mình vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho
màu xanh ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lạng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn với một ca khúc sôi động đã mở màn rất tuyệt vời cho đêm thứ ba của chúng ta, Người Hát Tình Ca 2017. Xin giới thiệu Ngọc Minh, Xuân Nghi, Ngọc Ánh và Thi Nhu. Và bây giờ, thời gian dành cho hội đồng cố vấn, ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay, 15 giây bắt đầu. Thưa quý vị, đã hết thời gian mình chọn. Có thể thấy là ở vòng đấu loại này thì không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin được mời bắt đầu nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã cho cái bài hát mở màn thật là sôi động, thật là hứng khởi. Tôi chú ý nhất là cái người đứng bên trái của tôi. Hôm nay bạn rất là xuất sắc, bạn rất nổi. Và hình và tôi thích bạn hôm nay với cái nhịp điệu sôi động này, thì hình như là bạn như là cá bơi dưới nước á, nghe thích lắm. Rồi kế tiếp là Xuân Nghi, cái áo đỏ tuyệt đẹp cũng gây sự chú ý, hôm nay bạn hát rất tốt. Và Ngọc Ánh, trong cái ca khúc này bạn chưa có để cái mic nó sát cái miệng quá, thành ra có một vài chỗ không được nghe rõ. Thi Nhung, tôi rất ngạc nhiên khi mà từ cái dòng nhạc vọng cổ, rồi hôm qua nhạc trữ tình, mà hôm nay bạn hát bài này quá tốt. Xin thành thật chúc mừng tất cả các bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời nữ ca sĩ Đoan Trang. Cái điều mà Trang tiếc là tại sao các bạn phải bị đứng ở trên bốn cái bục đó. Trời ơi, nhạc cha nó đã ơi là đã luôn, chẳng thèm dậy muốn chết luôn. Bốn bạn phải đứng ở trên đó, thành ra là bốn bạn không có thoải mái được, đúng không? Rồi còn về phần giọng hát á, thì cực kỳ là Trang cực kỳ ấn tượng với giọng hát của Ngọc Minh. Tại vì giọng hát của Minh rất là sáng, và trong đó nó có một cái gì đó rất là gợi cảm đó. Rồi Xuân Nghi cũng vậy, giọng hát rất là nội lực. Và Trang cũng hơi tiếc cho Ngọc Ánh với lại Thi Nhung, là các bạn hát mấy cái đồ mà cha cha Latin đó, thì bây giờ nếu như mà ban tổ chức hoặc là đạo diễn cho mà đứng trên cái bục đó, thì các bạn cũng phải sexy cái cơ thể của mình, cũng phải vai, cũng phải tay, ánh mắt hay như thế nào. Các bạn hát cha 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 mà các bạn hơi hiền, thì cái điều đó Trang hơi tiếc ha. Chúc mừng các bạn, chúc mừng. Và chúng tôi xin mời danh ca Ý Lan. Những điều mà Ý Lan muốn nói thật sự ra là hai người này nói hết thật, chứ không phải không nhá. Thành thử ra đối với riêng Ý Lan vẫn cảm thấy rằng là Ngọc Minh sáng tỏa nhất trong cái phần trình diễn này. Tỏa sáng. Thật sự ra đó là khi Ngọc Minh hát, không phải là chỉ là hát với một cái giọng hát khỏe hay là sáng trong sáng không, mà Ngọc Minh còn trình diễn nữa, đúng theo điệu nhạc, sôi nổi. Cái điều này rất là quan trọng cho một người ca sĩ. Còn riêng về Xuân Nghi, Xuân Nghi, giọng của Xuân Nghi rất là dày, rất tốt. Tuy nhiên đúng là bài hát này hình như là nó vẫn chưa có đúng với lại cái thể điệu để mà cho em hát, cho nên em vẫn còn có một cái điều gì đó em giữ lại trong em. Ngọc Ánh giọng lúc nào thì đối với Ý Lan cũng là một cái giọng hát tuyệt diệu, rất là đẹp. Tuy nhiên trong cái bài hát này em cũng không nắm chắc được cái nhịp điệu để cho nó ra một cái bài hát mà nó có nhiều xanh cốc, nó có nhiều cái chỗ nhấn nhá. Vâng, nhấn nhá. Chắc lẽ nó không phải là cái dòng nhạc thường xuyên em hay hát. Đó, em không có phải sở trường về điều này, chị hiểu.
Rồi, còn riêng về Thi Nhung, Thi Nhung thì đúng y như rằng tuần trước Thi Nhung đã hát những cái câu vọng cổ rất là đặc biệt, rất là hay, và hôm nay phải đi ra đây là nhún nhảy một cái điệu nhạc nó rất là sôi nổi như vậy. Thì thôi, chúng ta cứ cho hiểu rằng là mỗi một người ca sĩ là đều có những cái sở trường riêng của mình. Vỗ tay để mà hoan nghênh tất cả cái sự nỗ lực của các em. Cuộc đời có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đôi khi biết thậm chí còn lừa dối mình, nhưng vẫn tự an ủi, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là được. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, nên tôi còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đang tới, xin giã từ ngày tháng giông chơi. Đôi tay này vẫn chưa mong, con tim này dù lắm lòng đau. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than vãn và không trách oan. Cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi, tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lứa đôi. Là thời gian cũng như ngừng trôi. Tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút tình vui. Khi cơn mưa mùa đông đang tới, tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người. Rất là khắc khoải dằn vặt. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Thưa quý vị, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ, ca sĩ Di Quang, ca khúc Kiếp Đam Mê với phần thể hiện của thí sinh Phương Anh. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, ba vị giám khảo và hội đồng thẩm định. Chúng ta sẽ dành những tình cảm, những phiếu bình chọn cho Phương Anh. Thời gian bắt đầu. Và với phần biểu diễn này, chúng tôi xin mời phần nhận xét từ phía nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời anh. Một màn trình diễn xuất thần. Xin cảm ơn Phương Anh đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Riêng tôi thì tôi đã lắng nghe từng chữ, từng câu. Đặc biệt là tôi thích chỉ có hai chỗ, cái luyến láy là rất nhỏ, rất mỏng. Nhưng mà tôi biết bạn đã cố tình bạn để vào đó. Và nếu mà có thể được chia sẻ cái sự hân hoan, cái nỗi vui sướng khi mà được thả hết mình vào trong cái bài hát này, thì tôi xin có phần trong đó. Bạn đã làm cho tôi rất là sung sướng khi nghe trọn vẹn bài hát này, một bài hát khá quen thuộc. Xin cảm ơn anh.
Xin mời chia sẻ từ phía danh ca Ý Lan, mời chị. Chúng tôi là những người ngồi ở trên bàn giám khảo này thì chúng tôi cứ hay nhắc nhở các thí sinh là hát hãy để hồn mình vào và phải dùng những tình cảm của mình bộc lộ trong từng cái lời hát của mình. Nếu mà một người ca sĩ hát mà cứ đều đặn quá đó thì lại khó để mà đưa tất cả những xúc động của mình từng phần này nó qua phần khác. Một bài hát nó giống như là một cuộc đời của một con người trong tình cảm vậy đó. Nó lúc sóng gió rồi lúc thì nó cũng có êm ả, lúc buông rồi lúc thả. Thì Phương Anh đã làm được điều này, là cái điều mà anh Đức Huy cũng như Ý Lan chúng tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần. Mà tối hôm nay ngồi đây để mà xem và nghe phần trình diễn của Phương Anh, anh Đức Huy dùng chữ xuất thần là đúng. Tôi cũng không thể nào tôi tìm được một cái chữ nào khác hay hơn được cái chữ đó. Cô nghĩ rằng là Phương Anh đã làm được tới cái tột đỉnh của cảm xúc cho bài hát này rồi. Không còn có chỗ nào để mà chê bai được nữa cả, hay là gọi là góp ý nữa cả. Hãy giữ như thế này để là một người ca sĩ tỏa sáng và đã hết lòng với âm nhạc và nghệ thuật. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Và cuối cùng xin mời Á Hậu Thúy Vân. Lần này ở trên sân khấu là một cái lần mà chị Phương Anh làm cho Vân cảm thấy cái ca khúc này nó trọn vẹn đến như vậy và nó đông đầy những cảm xúc như vậy. Đến cái giây phút này Vân nghĩ là không còn là ban giám khảo hay là thí sinh gì nữa, mà chỉ là một người khán giả gửi lời cảm ơn đến chị vì đã trình bày ca khúc này xuất sắc đến như vậy. Xin cảm ơn Thúy Vân. Phương Anh xin cảm ơn rất nhiều. Cho phép Phương Anh xin được nói một câu thôi. Đây là lần đầu tiên Phương Anh hát ca khúc này, nhưng mà Phương Anh vô cùng hạnh phúc khi đã chạm được đến trái tim của giám khảo. Phương Anh xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà Phương Anh làm cho tôi thấy Thúy Vân khóc. Thường cô này cô chỉ cười chứ ít khi nào cô khóc lắm. Cho nên là tôi nghĩ là ca khúc Kiếp Đam Mê này nó chạm vào đâu đó một phần nhỏ nào đó trong những cái cảm xúc hay những câu chuyện nào đó của cô này, cho nên cô mới khóc. Xin được cảm ơn Phương Anh rất là nhiều. Chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, chân dấu đi vết đầu ngày tháng. Chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đổi thay. Dừng dừng đôi bàn tay, tôi yêu thương trong từng nỗi sầu. Bao lần ta mơ ước, dừng bước chân lãng dù mỏi mòn. Khi tình yêu lên tiếng, sau tháng năm bấy lâu tìm kiếm. Giữ trong tay để rồi tan thành theo khói mây. Dừng dừng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Dừng chân dưới bóng cây, đón yêu thương quanh ta vơi đầy. Chờ mong những phút giây giữa chân thiên đường ta đang thấy. Chân lãng dù mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng, sau tháng năm bấy lâu tìm kiếm, ta nắm giữ trong tay, để rồi tan thành như khói mây. Dừng dừng đôi bàn tay, vẫn trong mong tình yêu về đây. Dừng chân dưới bóng cây, đón yêu thương quanh ta vơi đầy. Dừng chân dưới phút giây giữa chốn thiên đường ta đang thấy. Được hạnh phúc mãi trong tầm tay, những yêu tư đang buồn bay. Bàn chân hoang ấy đã về, vượt qua bóng đêm mộng mê. Được hạnh phúc mãi trong tầm tay, những yêu tư đang buồn bay. Bàn chân hoang ấy đã về,
và xin được giới thiệu Kim Lữ Hành phiên bản Ôn Vĩnh Quang. Quý Kha cũng đã xem ca khúc này rồi nhưng mà ít khi nào thấy anh Trường nhảy bài này, nhưng mà lần đầu tiên quý vị thấy một cái phiên bản mới lột xác hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của quý vị ban giám khảo, 100 khán giả và hội đồng bình luận dành cho thí sinh Ôn Vĩnh Quang. 15 giây bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần nhận xét. Xin mời danh ca Ý Lan. Hôm nay đó, thật sự ra là cô thấy bài hát này con nắm một cách rất trọn vẹn. Ôn Vĩnh Quang ơi, cô thấy là trong cái bài hát này đó, con vừa hát vừa nhảy, nhịp điệu của con rất là chắc và nhấn nhá trong cái bài hát này. Cô thấy là cái bài này con làm rất là thành công. Cô theo cái điệu nhạc mà cô dự định cô nói những cái điều gì mà bây giờ cô bị quên rồi. Quên rồi. Cô không cần nói gì thêm nữa nhá. Tức là con đã làm cho cô quên hết tất cả những điều gì mà xung quanh mình, mà chỉ còn vui với âm nhạc của con mà thôi. Cảm ơn con. Xin mời danh ca Ý Lan, xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Quang ơi, em tuyệt vời quá. Với một thân hình đầy đặn, một cái phong cách dễ thương mà em chinh phục cô Ý Lan dễ như vậy sao? Cô đã ngã gục trước em, cô không nói được gì hết. Bây giờ nhớ thôi mà không biết được nói không. Cô cứ nói à. Không, thật sự ra cô nhớ một cái điều đó là mỗi một cái cử động của con đó, mà ở mỗi một cái beat mà nó ngừng, mà nó giật một cái đó, thì con làm những cái cử chỉ, trời ơi, nó yêu, vô cùng là yêu. Thôi không nói nữa, trả dạ. lại chỗ cho cưng. Đó, mỗi người sẽ có một phong cách, và hôm nay thì Quang hợp với phong cách nhạc làng sóng xanh, thoải mái hát hết mình. Một cái tiết mục ngoài sân khấu, ngoài hát hay, ta phải còn lôi kéo được công chúng, khán giả để vỗ tay cho mình. Đó là một cái điều rất quan trọng của nhạc làng sóng xanh. Cái phong thái dễ thương lắm, chúc mừng em. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Phương Thanh. Chúng tôi xin mời chia sẻ của phía nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Rất là thoải mái, rất là thích thú khi mà nghe Ôn Vĩnh Quang hát bài này. Cho tôi hỏi nhé, vừa hát mà vừa nhảy thích hơn phải không? Hôm nay Quang hát tốt lắm, nhưng cái nốt chuẩn cả hai cao trào thì nó được diễn đạt một cách hơi khác. Cái đằng sau, cái thứ hai nó được thêm bởi những cái luyến láy rất trẻ ở những cái nốt cuối câu. Và có những cái lúc mà cao trào đó thì cái giọng hát và ban nhạc đó là không còn ai theo ai nữa, nhưng mà cả hai đã quyện vào nhau rồi tự trôi đi, rất là đáng khen. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Ôn Vĩnh Quang với ca khúc Kiếp Lữ Hành. Chúng tôi xin mời số điểm của nữ ca sĩ Phương Thanh. 10. 10. Yeah. Sao chị suy nghĩ lâu vậy chị Thanh? Ủa? Ủa sao bữa nay không... Diễn sâu. Ủa sao bữa nay không làm khó làm dễ người ta nữa đi? Thôi dễ thương quá mà sao em khó được? Dạ. Xin mời số điểm của danh ca Ý Lan. 10 điểm. 10. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích 10 điểm luôn. 30. Thưa quý vị, 30 điểm. Tiếp mục cho đến hiện giờ, đây là số điểm tuyệt đối, 30 điểm. Xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang. Cảm ơn bạn. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, ân tình xưa xem như là một giấc ngủ chim bao. Giờ này em vui, giờ này em vui, giờ này em vui nhung lụa ngập đường em đi. Anh không trách duyên tình sao quá bẽ bàng, nhưng anh trách em rằng em ơi sao không nói thật lòng. Em ơi gian dối để làm chi, để giờ đây em
rằng vào đường yêu trăm khổ ngàn đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tiếc mà chỉ thương làm gì, luyến lưu gì, kẻ còn trắng tay. Trách xin tình sao quá bệ bàng, nhưng anh trách em rằng em ơi sao không nói thật lòng. Em ơi gian dối để làm chi, để giờ đây em cho tôi hiểu, cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ ngàn đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tiếc mà chỉ thương làm gì, luyến lưu gì, kẻ còn trắng tay. Tiếc mà chỉ thương làm gì, luyến lưu gì, kẻ còn trắng. Thôi anh ơi, người ta đã không có yêu mình rồi thì thôi mình đừng có cố níu kéo làm gì nữa. Đã nghèo rồi mà còn bị người yêu lừa dối nữa thì nỡ lòng nào, đúng không quý vị? Chúng ta vừa đến với ca khúc Kẻ Trắng Tay với phần thể hiện của thí sinh Thái Sơn, và cũng xin được cảm ơn hai bạn Vũ Công đã minh họa cho tiết mục này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo, 100 khán giả có mặt tại trường quay và hội đồng cố vấn. 15 giây bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi xin mời điểm số của các vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin gửi Lê Thái Sơn 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Ý La. Tôi xin gửi 10 điểm. 10 điểm. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. 10 điểm. 10 điểm. Lần này thì thưa quý vị, phụ nữ đã tìm thấy tiếng nói chung. Chúng ta thấy là bây giờ là danh ca Ý Lan và nhạc sĩ Đức Huy đã không còn có chung cái suy nghĩ của mình nữa. Bây giờ thì hai người phụ nữ đã cảm thấy là cái kẻ trắng tay này chinh phục được mình và quyết định cho điểm số 10. Một lần nữa xin được chúc mừng Thái Sơn, bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Bao nhiêu năm ngày ấy buổi chia tay, trang lưu bút bao nhiêu điều gói ghém, phút vấn vương chưa một lần hò hẹn, ta ước gì sẽ được gặp lại nhau. Trọn theo thôi đời.
cho người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàn hồn giơ trên vai bước chân đi lòng đuổi tiếc ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta cho chia qua khép tâm tư dành riêng bên một người ngày xanh ơi ngày xanh che trong tim. Vừa đến với ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh với phần trình diễn một giọng hát rất ngọt ngào và đầy cảm xúc của Thi Nhung. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, ba vị giám khảo và hội đồng thẩm định xin hãy dành những sự yêu mến thông qua những số điểm bình chọn. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ đưa ra lời nhận xét của mình đầu tiên. Xin mời anh. Thi Nhung vừa hát xong một bài bolero rất là nức nở, rất là níu kéo, rất là lâu để cho một nốt từ leo từ cái vị trí dưới nó một tông lên đến kia. Nhất là hai nốt cuối của mỗi câu. Tôi nghĩ là bạn kéo nó hơi lê thê quá. Không biết là tôi phải nói bao nhiêu lần về cái sự nhấn nhá. Tại vì cái nhấn nhá, cái mạnh nhẹ là nó làm ra hết tất cả câu chuyện mà mình không cần giải thích. Nhưng mà xin chúc mừng em đã hoàn tất bài hát. Xin được mời Á Hậu Thúy Vân chia sẻ. Thì ngày hôm nay thì trên sân khấu này chị Nhung diễn với một cái dàn dựng. Cái khoảnh khắc chị cầm trái cầu lên đó, em nói, ôi, đã làm được rồi. Tại vì nó chỉ một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nó cũng thể hiện là chị thật sự, chị hòa mình vào với cái ca khúc này và hòa mình vào những cái câu chuyện mà chị muốn truyền tải đến. Thúy Vân nghĩ đây là một phần trình diễn thành công của chị. Còn về hát thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau rồi. Nhưng mà riêng Vân thì Vân thích giọng hát ngọt ngào của chị. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn Á Hậu Thúy Vân. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của danh ca Ý Lan ạ. Xin mời chị. Thi Nhung trời xanh cho sở hữu được một cái giọng hát cao. Cái giọng hát cao đó thì hát vào dòng nhạc bolero thì nó đúng quá rồi. Giống như anh Đức Huy có chia sẻ và chỉ dẫn thì em nên để ý, chẳng hạn như một vài nốt mà thay vì em lên thẳng cái nốt, tại vì giọng em tha hồ để mà em bắn cái nốt nó lên, nghe nó sướng tai lắm. Thì có lẽ là em cũng muốn dùng cái kỹ thuật để làm một cái võng một chút xíu để cho nó có cái sự tình tự. Cô Ý Lan hiểu Thi Nhung ở cái chỗ này. Nhưng mà nếu mình không khéo cư xử ở cái nốt đó mà mình làm nó quá đi thì cái người nghe người ta sẽ cảm thấy trước tiên là nó nặng,
nó nặng nề. Thứ hai nữa là nó có thể đưa cho cái tai người nghe nghe, có thể nó hơi phô phô như thế nào đó, cứ tìm mãi rồi nó mới đi đến được cái đích, cái nốt của nó nhá. Đó là cái điều mà anh Đức Huy muốn chia sẻ lúc nãy. Em nghĩ vậy đúng không anh? Đúng, đúng. Dạ. Cô Ý Lan nhắc hoài Thi Nhung một cái điều là Thi Nhung phải để ý phát âm. Cô nghe sơ sơ đó, thì là cô thấy có hai cái chữ để cô chỉ cho Thi Nhung là khắc vào tim mình phải không? Dạ. Vào tim. Nhưng mà Cương lại hát khắc vào tiêm. Tiêm tức là tiêm chích ạ. Dạ. Nha. Đó, thành ra cái đó là để ý cái điều đó. Rồi cái hoa là hoa gì? Hoa màu tím đúng không? Dạ. Thì lại là hoa màu tím là không đúng. Nha. Thành dạ. ra để ý hoa thì hoa màu tím, mà khắc thì khắc vào tim. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, không chỉ em cho phai mãi không được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời cao xa, người thì còn trắng áo tay trơn. Nên anh đã biết được ngày là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em giận dỗi để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một khá nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một cá nhỏ dòng người ta bỏ đi rồi mà chỉ đứng, chị thôi em về với đội của anh đi. Dạ, yeah, cảm ơn em. Xin mời Đình Phước đến từ Bình Phước ra đây. Cái tên của bạn này đó mà có cả xuất xứ luôn, em thấy nó có duyên, dễ thương. Đình Phước đến từ Bình Phước. Dạ. Yeah. Bây giờ thì chúng tôi xin dành 15 giây dành cho khán giả của chúng ta để cho chúng tôi biết cái ý kiến của quý vị. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Không biết là ba vị đang ngồi đây thì khi mà thấy phần biểu diễn của Đình Phước thì có thấy nó có một cái nét gì rất là giống giọng hát cũng như là cái ánh mắt rất là giống một nam ca sĩ hải ngoại mà Nguyễn Khang đã từng theo dõi, thì thấy rất là giống đúng không ạ? Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời chị Thanh Hà nhận xét trước. Mời chị. Đình Phước ơi, chị không quan tâm là em hát
giống một người nào và như thế nào chị không quan tâm. Chị thấy rằng em thể hiện ca khúc này thật là trọn vẹn. Thứ nhất, từ cảm xúc mềm mại vừa phải, nức nở có nhưng mà nó không có gọi là khóc cái kiểu kêu gào. Chị lại thích cái kiểu đó của em. Và em hát nốt cao cũng tốt, nốt thấp cũng tốt. Em hát giỏi lắm, chị rất thích. Cảm ơn chị. Vậy xong rồi hả chị? Đủ rồi, trọn vẹn luôn. Hầu như là chỉ toàn lời khen thôi anh Huy, không có một cái điểm nhược điểm nào cả. Tôi không đồng ý Thanh à. Dạ, vậy mời anh vô đi, anh mời anh. Dạ. Tôi nghĩ là Đình Phước từ Bình Phước hơi nức nở nhiều. Cái bài này có đến không khoảng đến, nếu mà tôi nhớ không lầm, trên dưới 10 lần bản nức nở. Tôi đề nghị là bớt đi thì nó sẽ gây sự chú ý hơn. Bởi vì bạn càng thêm vào những cái đó thì lại càng nhắc nhở đến một cái giọng hát mà bạn bị ảnh hưởng. Ngay cả cái phong cách trình diễn cũng thế. Và tôi mong rằng bạn sẽ biết cái gì ưu điểm của mình và khai thác cái đó, sáng tỏa trên chính những cái gì là của mình. Xin cảm ơn. Em thì em nghĩ như vậy. Em nghĩ như vậy nè. Dĩ nhiên là Đình Phước phải có thần tượng và đam mê và thích một tiếng hát nào đó. Dĩ nhiên thôi anh. Rồi. Tại vì người ta đã thành danh thì bây giờ em này mê thích thì phải hát giống như rồi. Em thế đã từng tôi mê ý, nhạc của ý. Anh vậy đó. Và đồng em đã ý. Hát nhạc của anh rất nhiều. Thấy không? Cho nên là mình mê người đó, mình hát ảnh hưởng một tí không sao. Rồi từ từ em mới lột xác được. Sau chương trình này nè, đêm mai đêm mốt thôi em sẽ hát khác, chị bảo đảm. Và nếu có thể thêm được một chi tiết nhỏ đó, nghe lại những cái chữ nhấn nhá của mình, cái chữ nào không quan trọng đừng nhấn mạnh quá, mà chẳng hạn không cần lớn, nhỏ lại. Cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đức Huy. Trước tiên là Đình Phước có một hình dáng, một cái phong cách của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ khi bước ra sân khấu. Rồi cái điều thứ hai nữa là chị Y Lan nghĩ rằng là em hát bài hát này rất tốt đó. Khi mà anh Đức Huy nói rằng em nhấn nhá nhiều hay là em hát nó quá nhiều cảm xúc, thì chị nghĩ rằng những cái chữ hát trong một câu của em đó, hầu như không có một câu nào mà em không có những cái chữ mà để em biểu lộ cảm xúc của mình. Nó trở thành cái chữ hát của mình đó, nó bị vỡ ra. Nếu mà lâu lâu một chút em cho một chút cái sự vỡ òa đó, nó sẽ cho cái người nghe, người ta cảm nhận được là cái nỗi đau ở trong em nó cũng có những lúc em giấu kín, rồi những lúc thì em tuôn trào ra. Còn đây đó, nếu mà em hát nó nhiều quá, những cái chữ để mà vỡ ra như vậy làm cho cái bài hát nó trở thành như là người ta biết trước là em sẽ sắp sửa vỡ òa ở những cái chữ nào sắp tới. Thành ra em để ý cái điều đó thôi. Thật sự ra bài hát của em đã chinh phục được sự thưởng ngoạn của chị Y Lan. Cảm ơn em. Cảm ơn. Minh Khang hy vọng rằng ngày hôm nay với phần thể hiện rất là tốt của mình, nhưng mà bạn còn một số cái chưa có hoàn thiện thì cứ yên tâm, và tuần sau chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, đúng không ạ? Và tôi tin chắc là bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa ở những vòng sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo. Và lẽ dĩ nhiên thì người mà cho điểm đầu tiên không ai khác phải là danh ca Thanh Hà. Mời chị. Chị phải đứng lên. Sao vậy nhìn chị? Nhìn em cho kỹ. Dạ. Ngoài đẹp trai ra em cười rất là duyên nữa. Anh nghĩ, em xin lỗi, anh nghĩ như thế này nè, em đến gần hơn, em cảm ơn chị Thanh Hà với những cái lời nói của chị. Em có thể dành cho chị một không, cái không, nhưng mà đến gần quá đó em. Đó, đó, gần một tí nữa đi em. Một tí nữa, gần lại nữa đi, nữa đi em. Nữa đi em. Tới nữa chị, đó, chị muốn đó. Em gần hơn. 10 điểm. Thực sự không phải vì đẹp mà cho thêm điểm đâu. Tại vì hát tốt, hát hay. Điểm là điểm ca hát chứ không phải điểm đẹp. Bây giờ chúng tôi xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Tôi gửi Đình Phước 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Y Lan. Y Lan xin cho 9.5. 9.5 điểm. Xin chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn ba vị giám khảo. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin cảm ơn em.